Ôi, tớ mới tập chơi nhá. Chơi. Mới tập chơi thì anh em bảo quên tớ luôn nhá. Ok. Đi theo bạn số 2, bạn ấy bảo ghê bạn nhá. Ok luôn. Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Không biết là mình có bảo kê được không nữa chứ. Thì hôm nay mình Mình chiến đấu với team rồi. sẽ đi cư chung với lại người lạ. Có bạn số 3 là ghép auto người lạ này. Còn bạn số 4 là bạn Vi Vi thì trước Team trong clip team up thì các bạn cũng biết rồi. Với lại cùng bé nha. Hôm nay sẽ quay trở lại map tuyết này. Đây một tên trước mặt. Đây đúng không? Ui yếu rồi, đang lút à? Ôi rồi. Ôi dồi ôi, bị bắn rồi vẫn đang cố lút được ạ. À. Vãi cả trưởng. Ngọc Order. Ui. Trời ơi, ông số 3 cục súc thế. Gạt con người ta luôn kìa. À, luôn để sống làm gì. Căng vậy. Gắt thật đấy. Được, thường thì mấy ông mà hay xa xạo là mình mới chơi là bắn ghê lắm. Mình ghép mấy lần rồi, không tin được đâu. Toàn gọi là nhân tố bí ẩn hết đấy. Đây, map này nghèo nhỉ, hay trận này mình bắn VS luôn đi. Lâu rồi cũng chưa cầm lại cây VS này. Không biết là bạn của cái ông vừa rồi đâu nhỉ, sao lại có mỗi ông này bay vào ta. Một mình bay vào đây là cũng hơi căng đấy. À đây, tên chân trước mặt. Ui, đây một ông cầm Uzi này, lương linh à, vừa bắn một con bot. Mình sẽ câu lên luôn này. Đây ngay dưới này, đây rồi. Ui, đang lút đầu này. Trời nóc luôn. Trời ơi. Vi ơi. Sao gặp cái team mà ham lút thế nhở? Vi. Ủa ai cho mày lên? Bỏ đi đâu? Bây giờ mình sẽ theo chân ông này. Ông này bò về hướng nào là y như rằng là đồng đội sẽ ngay hướng đấy thôi. À đây trước mặt này. Đấy biết ngay mà. Bò về trước mặt là mình thấy nghi nghi rồi. Thì kìa. Làm cái gì đây? Có bot à? Bot hai người đây. Hai Vãi người ơi, nghe bạn vãi cả đi lên trường. cái giáp này. Chắc là bạn của cái ông này đấy. Đâu rồi? Vãi cả trường. Mày đang cố gắng lấy Mình à? có giáp rồi mà bạn ơi. Đây rồi. Ồ vẫn nóc à? Vậy là team này nguyên 4 rồi nha. Còn một tên nữa, tên cuối nữa. Ủa, ông nội này ông làm cái gì đây? Lựa giáp chỗ nào ấy nhờ? Rồi nhìn ông số 3 tếu dã man lần đứng ngay xong rồi nhìn 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 chứ. Tếu thật đấy. Nhiều khi ghép với lại mấy ông người lạ này vui tính thật. Còn bạn này nữa, bạn đâu rồi? À đây à. Đây mình nghe trước mặt rồi này. Vừa có một tiếng chân rất là nhẹ luôn. Mình nghĩ chắc là tên còn lại của team này rồi. Mẹ mất luôn. Ui. Đây trước mặt mình này. Đấy, từ từ đã mình ở đây à. Mình cắn mình pen đã. Ui nó không. À còn bot. Trời ơi thì ra là còn bot. Là mình hết hồn. Bình chứ nhở. Ui đây, ui phụ kiện này ngon đấy. Đâu ra bài đâu, ra bài đâu. Đây, chú anh đang đứng này. Anh là anh nào đấy? Số 3. Anh cơ. Người anh sinh năm bao nhiêu đấy? Ờ, 98 nhá. Ui, 98 thì đang còn kém tuổi mình với lại tuổi bé rồi. Thì anh gọi em bằng chú đi. What the hell? Thế à? Sao lại gọi là chú? Gọi, 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 gọi. Vãi cả trường gọi chú. Em nhờ anh ơi. Cái gì mà sai gọi anh rồi, có gì ấy. Đó sai sai rồi đấy. Còn bot này. Có gì đấy sai sai. Sai thật sự luôn. Anh 98 à? Ờ 98. Em 99 đấy. Em 99 đấy. 99 à? Vâng. Nè. Cùng nhau một tuổi mày tao cũng chả sao. Cú lừa rồi. Ừ, hay là mày tao đi. Cú lừa hết. Mày cho mày số 3 bị lừa tên người vãi. Ừ, chị 99 em ạ. Ừ, chị bằng tuổi nhau đấy. Bằng tuổi nhau, ừ, thế thì mày tao luôn. Tìm toàn 99 với lại 98 thì có mỗi mình 2k buồn dã man mày luôn. Tao còn dễ. Có mỗi em dễ 2k rồi, nè. Đúng không? Anh em đéo thì nó ngủ đéo đâu. Vi ơi, Vi em có tin không? Kìa, số 2 2k kìa. Cái gì cơ? Số 2 2k kìa, 2000. Mình em 2k.
Thôi bây giờ mày tao đi cho dậy sống chị nhá. Ơi, chị ơi, chờ em một chút nhá. Ok. Đây, mình sẽ vào nhà này mình đợi thính đi. Ui, nhà này có người luôn này. Tầng 1. Ok, có người. Á đục. Ui. Vãi cả trời cái phòng này ạ. Ui, từ từ đã, yêu máu rồi. Ui, hồi máu. Ui. Nhanh lên. Đây đây. Hay thế, ui bò vào còn tên bên ngoài nữa. Vào cho chị vào cái. Hay. Mẹ mình bị tên này vỉa phát còn con chấm máu ạ. Dã man thật. 40 đây, thấy chạy kìa. Ui rồi. Ui, vãi cả trời tên nào đấy. Vừa nấp vào tên kia xong. Mày nó bắn ghê thế, từ từ đã. Nó bắn rụng đầu mình luôn rồi, gắt thật. Ô hiện kêu rồi kìa. Vậy là team khác rồi anh em ạ. Mày chỗ nào ấy nhở, nó đứng nó cứ táp mình nãy giờ, bực thật đấy, không thấy nó luôn. Ngay cái chỗ khá là nhiều hòn đá, mình khó quan sát vậy. Thính ở bên trái kìa. Thính ở hướng người. Ui. Ôi, làm sao một tên công lại gần rồi sao, này Bizon à. Hướng nào đấy? Trước mặt mình. Trong 65. Không phải em vừa thấy không? Đâu ý nhở? Để đây, bạn ơi. Chỗ mép tường này này. Ok. Ổ thế? Số 3 ơi. Nghe này. Đây, mình sẽ lấy góc bên này đi. Nó đâu ra vừa thấy. Mong. Ui, từ từ đã. Mình cắm cái sạc đã, máy mình gần hết pin rồi. Ui, số 3 bị nốc rồi à? Bình tĩnh bạn ơi. Nhà trên này thì phải. Đằng sau bức tường, nó đằng sau bức tường. Đúng rồi, nó núp ngay sau bức tường kìa. Mẹ, hay là mình công bên ta. Đẩy hơi liều này. Mình sợ là thằng bạn nó kê ngay trước mặt đi. Giữ lâu quá. Thôi lên luôn này, mình sẽ lấy góc phải là mình bắn đất tên này thôi. Đây này. Ui, một đầu rồi kìa. Lộ mông này bạn, rồi nóc này. Ok, cứu đi, nóc rồi đấy. Mấy tên này dám công lên bắn kèo. Có cần máu không này, cho máu này. Không. Để mình gạt luôn này, cho hết cứu này. Cái tội công lên bắn kèo này. Có mỗi mình ông này công lên thôi à? Vậy là bạn ông này đâu? Chả biết nữa, vào đây kê đã, xem nào. Hay là mình liều mình ra ăn hòm thính kia nhở? Kiếm mũ 3 sắp 3 phát anh em ạ. Còn 4 người nữa mà. Còn 4 người nữa. Đúng vậy. Liều luôn đi. Ra kiếm mũ 3 sắp 3 phát tự tin công. Ê, một tên trước mặt này. Ra lấy đi. Enemies ahead. Ôi chết luôn. Vâng, một anh Trung Quốc đi lẻ ở đây. Ui, giáp bạc. Bắt đầu. Tên nào đây? Ô, lại chết kìa. Lại một anh Trung Quốc nữa. Vãi cả trưởng ạ. Ơ, một tên nằm phải không? Ôi, chuẩn rồi. Ui, lại chết luôn kìa. Cái hoát đợi gì vậy? Vậy là còn một tên cuối nữa thôi. Vãi cả trời, mấy ông thần này. Mỗi người một nơi. Mình vừa mới ra ăn hồng thính thôi, có ba mạng luôn. Chẳng hiểu kiểu gì luôn á. Rồi còn một mạng cuối nữa, không biết là ở đâu. À, đợi mình chút nha, mình bật cái bản hack lên phát là mình biết ngay cái tên cuối nó nằm chỗ nào ngay ấy mà. Rồi, vậy là nằm trên này rồi anh em ạ. Chắc chắn là tên cuối nằm nào đó trước mặt mình này này. Cái đoạn khu nhà trên này này. Nhưng mà nằm chỗ nào thì mình vẫn chưa biết. Muốn biết thì là phải đi check đã, đi tìm. Nhà mình ở trong bo rồi. Trời ơi, bo gì tầm này nữa ông ơi. Còn một tên nó công lên và kết thúc trận đấu rồi. Đấy, là chờ ông thần này mới thủ chắc thế. Vai. Khu này cũng phức tạp phết đấy nhở. Không biết tên cuối nó nằm chỗ nào. Ôi, bom kìa. Vậy là nằm đâu đó trên này rồi này. Lên luôn, lên check qua phát là biết ngay ấy mà.
À, sầm mốc này. Ghê thiệt. Rồi, đi với top 1 mà đéo được cái gì à? Thanh niên số 3 cái cú. Top 1 không được cái gì. Tôi chưa được một mạng nào luôn đấy. Top 1 không kiều à? Ôi, đâu ấy nhở? G36. Ăn đâu? Ôi, chứ đi. Nó đứng chỗ nào nó bắn đây. Ui, vãi cả trường nằm ngay đây ạ. Mẹ thề cái tiếng súng cờ 36 này nó lỗi vãi. Nó nghe mà thế này thế nhờ. Nó nghe à, nó bắn rất là gần mình nghe ngay, mình nghe tiếng nó đang tưởng nó nằm xa cơ. Thì ok, trận này đã tốt một cùng với lại người lạ rồi. Thì ok, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người clip sau nha.